Vâng, xin chào các bác. Hôm nay bên em lại giao lưu với các bác và anh em một trong những mẫu loa siêu chét mà được sở hữu công nghệ từ Neo. Thì trước mắt quý vị và các bạn thì chúng ta có thể quan sát thấy đó là những mẫu loa siêu chét Bose model là SA7. Về cái mẫu này được thiết kế rất là đẹp, hình dáng khá là độc, để các bác và anh em sưu tầm thì quá là ok, sưu tầm và nghe tiếng thì cực kỳ là hay. Thì bên em sẽ có cái video test cũng như để và các bác và anh em cùng kiểm nghiệm cũng như thẩm âm. Với một trong những bộ dàn mà đang thiếu chép hoặc là các bác và anh em đang hay bị cháy chép thì chúng ta có thể thêm những đôi loa chép rời để hỗ trợ khi mà chúng ta những đôi loa hay cháy chép mà chúng ta thay liên tục không được, nó lại cháy tiếp, thì chúng ta có thể thêm cho bộ dàn chúng ta một đôi loa siêu chép Bose SA7, vì mẫu này là mẫu chống cháy và đây là từ Neo. Và đây là công suất khá là cao, 400W và trở kháng là 8 ohm và sản xuất tại Mexico. Bose, bác thấy không ạ? Gỗ tự nhiên, gỗ tự nhiên và kết cấu đằng sau cũng là những cái cọc âm dương để chúng ta có thể kết nối tín hiệu từ đằng sau những âm ly hoặc là những đẩy liền vang hoặc là những cục đẩy công suất để kết nối được. Và mặt thép được làm bằng thép nguyên khối các CNC trắng đẹp, thép trắng rất là đẹp và sang trọng, phía trong được sở hữu một cái đầu đạn rất là gấu đó. Vì đây là dòng chép Neo, vì thế tiếng chép nó rất là mạnh và mịn sáng, cái độ mịn rất là cao, vì chép Neo bao giờ cũng có ở một cái ngưỡng bao giờ cũng là rất là êm đó, thì là chép Neo nó mang lại cho chúng ta hiệu quả rất cao. Về mẫu này chúng ta có thể thật sự là để các bác và anh em sưu tầm thì đáng chơi, đáng sưu tầm, thiết kế đẹp và nó một điều đặc biệt là bên em bao zin. Với đôi loa này thì chúng ta kết nối rất là dễ, bên em đã kết nối dây chờ đây ạ, bên em đã tháo một dây điện ra để chúng ta có thể so sánh, thì bên em sẽ kết nối vào và chúng ta kết nối đằng sau cầu loa đằng sau cầu âm ly hoặc là để liền vang thừa cầu. Khi mà chúng ta hết cầu rồi chúng ta vẫn có thể câu từ đằng sau loa lên cũng được, thì đó là những đôi loa tép mà chúng ta có thể câu rất là dễ dàng. Nhiều bác và anh em đang băn khoăn là khi mà mua cái đôi loa chép này vào kết nối thì liệu nó có tăng trở kháng, nó có giảm trở kháng và nó tăng công suất không? Tăng công suất không thì bên em cũng thông báo là khi mà chúng ta kết nối loa chép này vào, trở kháng nó không ảnh hưởng gì đâu ạ. Và những cái công suất chúng ta tiêu tốn rất là ít, vì độ nhạy con này rất là cao, công suất rất là ít, không ảnh hưởng. Hầu như chúng ta kết nối vào là chép, nó chỉ việc hoạt động đó là cho chúng ta những giải cao, những giải siêu chép được hay và sáng, còn hầu như không ảnh hưởng đến công suất, không ảnh hưởng đến trở kháng. Vì thế các bác yên tâm nhé, mua về lo dùng không bao giờ phải lo, dùng vô tư. Và bây giờ là em sẽ cho nhạc to lên và em sẽ nghe nhạc chưa có chép nhé. Nhạc này nhạc chưa có chép này, đó, nhạc chưa có chép nhé. Em tí nữa sẽ kết nối lại và các bác dành ra 1 đến 2 phút và vui lòng đeo tai nghe để cảm nhận. Cái này thì chúng ta phải đeo tai nghe mới cảm nhận được nhé. Thì nữa em chỉ việc kết nối chép vào thôi là các bác thấy ngay sự khác biệt hoàn toàn và cảm nhận rõ ràng nhất về đôi loa siêu chép Bose SA7 Neo. Còn bây giờ em kết nối chép vào các bác có thể cảm nhận luôn nhá. Thấy không ạ? Nó rất là tươi, rất là sáng và cái tiếng của nó hòa trộn và rất là dẻo. Đó, thì nó là chép Bose SA7 Neo mang lại hiệu quả. Các bác thấy không ạ? Những giải cao, những tiếng gõ của nhạc cụ thì rất là nảy sáng. Các
tiếp này chúng ta có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tuyệt vời nhé, không gây chói đâu ạ, không gây chói. Thì đó là dòng chép Titan. Bài nhạc nào mà có giải chép đang thiếu thì chúng ta thêm vào thì cực nảy luôn ạ. Vừa nghe nhạc không lời này, bolero này, hoặc nhạc mạnh cũng có thể chơi được. Đó thì đó là dòng loa chép Bose 7, mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới cho với các cái dòng loa chép khác trên thị trường. Với bạn nào mà muốn sở hữu cho mình những đôi loa siêu chép Bose 7 để sưu tầm thì hãy liên hệ cho bên em theo hai số hotline và địa chỉ bên em ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp và trải nghiệm. Và bác nào mà thấy video này hay thì các bác hãy like và chia sẻ nhé. Và bác nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhớ ấn chuông ạ. Và sau đây xin phép được khép lại video tại đây ạ. Lần nữa cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chép bốt SA7 neo cực đẹp, cực xịn.